xanh đèn ngắm công mong mày đã nghĩa đèn thương. Trời cao biển rộng đất lá dày có hay sông kia còn đợi đo đầy. Con tôi ngày xưa dắt tôi đi hành khất phương xa cũng hát thế này. Này cụ ơi, tuổi già bất thường, con cháu cụ đâu, một mình ngồi giữa chuồng trâu cho lạnh, gió bất cắt ra sẽ thịt. Người chưa biết tôi kể người hay, con trai tôi đi xứ đâu ngày, được dấu cháu cày hàng dâu tần tào. Điều chi phải người cha lòng dạ bất nghi, dễ đi vắng bắt con về tay ra. Thầy ơi, cho bà nắm xôi này. Này cụ ơi, tôi thấy cụ lưng còng tóc bạc, chẳng khác nào mẹ đẻ tôi ra. Đấy nắm xôi ăn mày ban trưa, tôi biểu cụ ăn cho đỡ. Như hơi ấm của tấm chân con tôi thua trước. Con ơi, đây nắm xôi ăn mày ban trưa, họ biểu mẹ ăn cho đỡ đói. Này đám cưới họ hàng đông đủ, tôi đành nhiều sáng khuyên con đi bỏ sầu vui, cảm đành vui duyên đi mới. Tông chân con ơi, bấm đầu ngón tay ban an con chưa về. Mẹ tưởng ngóng mẹ ngóng bước mẹ con đi, mà ôm gối một mái mà điều dùng cụ khỏe bói xem gia đình quan trạng thế nào. Nhà ông bấm dùng cho tôi một khỏe đối chẳng hai vua con đưa
và đầy đỗ chẳng hay buông sáng với tâm giác tâm là sự đầy á đi cuối cho về rồi muộn là giờ ngọ tới nơi. Bà ơi, bà ngồi dậy bà ơi. Muộn là giờ ngọ tới nơi à? Vâng ạ. Vậy tôi phải đi báo cho Cúc Hoa con tôi biết. Cúc Hoa con ơi, Cúc Hoa con ơi. Kìa mẹ, con ra chào mẹ lần cuối. Mẹ ơi, đây tăng nhân vàng thương xót tâm lòng. Con xin gửi lại cho mẹ lấy tấm chân giao như yếu không xong. Con xin thác trước chữ đồng cho mẹ. Con ơi, mẹ quý con hơn ngàn vàng bạc đen. Con thác đi mẹ biết giờ cây thay. Tôi đành chờ đến giờ ngọ ngày mai. Không tin tức, không tin tức mẹ con ta cùng thác con ơi. Con thì còn ngồi khóc sụt sùi. Gia đình đâu? Dạ. Cúc Hoa giữ lại trong lòng. Nào bà thì cứ chuồng trâu nhốt vào.